Những câu chuyện kỳ bí có thể bạn chưa biết. Khi còn là một cậu bé, Kevin có một ước mơ vô cùng kỳ dị. Cậu ta không muốn mình trở thành một vận động viên hay một ca sĩ nhạc rock. Ước mơ duy nhất của cậu ta là trở thành một người cụt chân. Kevin đã đạt được ước mơ này của mình vào năm 68 tuổi. Ông tự bắn vào chân mình. Các bác sĩ nói họ có thể cứu được chân của ông, nhưng tôi đã nài nỉ họ tháo bỏ nó để trở thành một người cụt chân trong suốt quãng đời còn lại. Ước mơ thì không mất tiền mua, vì vậy hãy mơ làm sao cho đáng. Ví dụ như bạn có thể mơ kiếm nhiều tiền hơn, hãy ước mơ làm YouTuber. Đừng mơ một giấc mơ viển vông như anh chàng Kevin này. Hãy comment ước mơ của bạn ở bên dưới và biết đâu một năm nữa nó sẽ trở thành hiện thực. Ước mơ của Bí Ẩn X là đạt được 100.000 sub vào đúng ngày này năm sau. Những sinh vật bất tử trên hành tinh phần 1. Trong khi con người chỉ có thể sống tới giới hạn tuyệt đối là 150 năm, thì một số loài động vật thậm chí có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược hoàn toàn quá trình lão hóa và đạt tới tuổi thọ đáng kinh ngạc. Đầu tiên, cá voi đầu cong. Đây là loại động vật có vú sống lâu nhất trên trái đất. Mặc dù chưa thể khẳng định tuổi thọ chính xác của chúng, nhưng bằng chứng được tìm thấy ở một số cá thể cho thấy loài động vật này có thể sống hơn 200 năm. Thứ hai, cá rock fly. Đây là một trong những loài cá sống lâu nhất và có tuổi thọ tối đa là khoảng 205 năm. Những con cá màu hồng này chủ yếu sống ở vùng biển Thái Bình Dương và đang đối mặt nguy cơ bị đe dọa do thu hẹp môi trường sống. Thứ ba, giun ống. Đây là động vật không xương sống, có tuổi thọ đáng kinh ngạc trong môi trường lạnh giá. Theo một nghiên cứu năm 2017, loài này có thể sống tới 200 năm và thậm chí là 300 năm. Câu chuyện kỳ dị có thể bạn chưa biết. Một người đàn ông có tên Edward Moret sinh ra đã có hai khuôn mặt thứ hai này không thể nói nhưng có thể cười và khóc mà không hề liên quan đến cảm xúc của Edward. Ông đã gọi khuôn mặt thứ hai của mình là khuôn mặt ác quỷ. Gương mặt này thường có biểu cảm ngược lại hoàn toàn với Edward. Mỗi khi ông khóc thì nó lại nở nụ cười chế nhạo dù nó không có khả năng nghe và nói. Nó luôn cất giọng thì thầm những từ ngữ khó hiểu vào ban đêm, khiến ông ta hóa điên và tự kết liễu mình vào năm 23 tuổi. Trước lúc qua đời, Edward đã để lại lá thư tuyệt mệnh cầu xin mọi người giúp phá hủy gương mặt ác quỷ sau cái chết của mình, vì sợ rằng nó vẫn tiếp tục thì thầm khi đã nằm dưới nấm mồ. Hãy bình luận ý kiến của bạn về câu chuyện này. Hãy đăng ký, đừng suy nghĩ, vì miễn phí. Bí Ẩn X, bí là phải ẩn. Bí Ẩn Ở Lùm có thể bạn chưa bao giờ biết. Phần 5. Ceres là một ngôi sao cực lớn và có kích thước ngang bằng bang Texas của Mỹ. Nhà vào phi thuyền thám hiểm của NASA, các nhà khoa học cho biết Ceres có không khí khô cằn, cấu tạo đất hầu hết từ đá và băng. Các nghiên cứu còn cho biết bên dưới lớp băng của Ceres là biển, chiếm 40% diện tích của hành tinh. Nhưng dấu chấm hỏi lớn nhất là Ceres có thể hỗ trợ cho các sinh vật sống không, rằng liệu con người có thể sinh sống tại đây không. Hiện ta biết Ceres có nước và được mặt trời chiếu sáng đủ, nhưng ta chưa biết tâm của Ceres có cấu tạo từ gì và có không khí hay không. Đó vẫn còn đang là điều bí ẩn mà các nhà khoa học tìm kiếm. Bí ẩn lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 3. Vụ mất tích 4 tàu ngầm. Vụ 4 tàu ngầm khổng lồ của 4 quốc gia khác nhau mất tích cùng trong năm 1968 mà chưa một nhà điều tra nào tìm hiểu được nguyên nhân đã trở thành một loạt thảm kịch quân sự chấn động bậc nhất thế kỷ 20. Theo đó, những tàu ngầm lần lượt mất tích trong năm 1968 bao gồm tàu ngầm INS Dakar của Hải quân Israel mất tích ngày 9 tháng 1 1968, tàu ngầm Miner S-647 của Hải quân Pháp mất tích ngày 27 tháng 1 1968, tàu ngầm K-129 của Hải quân Liên Xô mất tích ngày 8 tháng 3 1968, tàu ngầm USS của Mỹ mất tích ngày 25 tháng 5 1968. Bốn chiếc tàu ngầm hiện đại này đều mất tích kỳ lạ trong lòng nước ở độ sâu hàng nghìn mét khi đang làm nhiệm vụ. Mọi nỗ lực tìm kiếm bốn tàu ngầm này đều đi vào ngõ cụt khi người ta không thể tìm thấy mảnh vỡ nào. Tại sao mới có 5% đại dương được khám phá? Nguyên nhân ở đây là con người chưa thể nào khám phá hết được rãnh Mariana. Đây là rãnh đại dương sâu nhất trái đất. Nơi đây có rất nhiều loài sinh vật mà con người chưa từng biết đến. Việc đưa con người xuống rãnh Mariana khó hơn rất nhiều việc đưa họ vào không gian. Yêu cầu thủy thủ đoàn phải là những người có thể lực cực tốt và dung tích phổi lớn. Việc lập bản đồ của đáy đại dương còn khó hơn rất nhiều so với việc lập bản đồ các hành tinh trong vũ trụ. NASA có thể dùng sóng vô tuyến để thăm dò, ghi lại các hình ảnh trong vũ trụ, nhưng công nghệ này không thể sử dụng để thăm dò đại dương vì bị hàng tỷ tấn nước cản đường. Theo ước tính của các nhà khoa học, trên trái đất có khoảng 10 triệu sinh vật, trong khi đó số loài đã được nhận biết cho đến nay chỉ khoảng 1,4 triệu, nhưng có đến 94% là sinh vật sống dưới nước và 2/3 trong số chúng chưa được xác định. Như vậy có thể thấy rằng có rất nhiều điều về thế giới sinh vật mà chúng ta chưa thể khám phá được. Còn bạn, bạn biết gì về đại dương? Hãy comment ngay bên dưới. Mong bạn theo dõi video, đừng quên nhấn like, đừng quên biết đấy, bí là phải ẩn. Hãy đăng ký, đừng suy nghĩ về miễn phí. Bí ẩn giấu kín mà bạn chưa bao giờ biết, phần 4. Xuất hiện cách đây gần 20 năm, âm thanh kỳ bí xuất hiện dưới lòng biển sâu có tên gọi The Bloop đến nay vẫn là bí ẩn khiến nhiều nhà khoa học điên đầu. Được các nhà nghiên cứu thuộc Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương của Mỹ phát hiện và ghi lại năm 1997. The Bloop phát ra ở độ sâu 4.300m tại vùng biển cách Chile gần 2 km về phía tây.
Sở dĩ The Group gây tranh cãi hàng chục năm nay vì tần số mà nó được ghi nhận lớn hơn nhiều so với bất cứ tiếng ồn do động vật biển nào gây ra. Tiếng động này có thể di chuyển với một khoảng cách đến tới 5.000 km. Loạt các giả thuyết về sự đứt vỡ của núi băng, tiếng kêu của cá voi xanh khổng lồ vẫn chưa làm thỏa mãn về nguồn gốc của âm thanh kỳ quái này. Theo bạn, nguồn gốc của âm thanh này là gì? Bí ẩn lạ lùng có thể bạn chưa bao giờ biết phần 4. Trái đất hiện đang quay chậm hay nhanh hơn? Đồng hồ nguyên tử và các phép đo thiên văn tiết lộ trái đất đã đột ngột khựng lại một cách bí ẩn, quay chậm đi sau nhiều năm liên tiếp tăng tốc. Vào tháng 6, 2022 vừa qua, nhân loại đã đón ngày ngắn nhất trong nửa thế kỷ. Đó là kết quả của nhiều năm trái đất tăng tốc khiến một ngày không còn đủ 24 giờ. Nguyên nhân vẫn còn nhiều bí ẩn, khoa học chưa thể giải thích. Nếu xu hướng còn tiếp diễn, có thể một ngày sẽ vượt qua 24 giờ. Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân có thể do tác động ma sát của thủy triều, cơ chế do mặt trăng điều khiển vốn làm trái đất chậm đi. Quá trình đó cộng thêm khoảng 2-3 mili giây vào độ dài mỗi ngày, một quá trình khác khiến trái đất tăng tốc bất thường. Được cho là các tảng băng ở hai cực tan chảy sau kỷ băng hà cuối cùng, làm giảm áp suất bề mặt và khiến lớp phủ bắt đầu di chuyển về các cực. Khi đó, trái đất có thể rút ngắn mỗi ngày khoảng 0,6 mili giây mỗi thế kỷ. Hãy comment suy nghĩ của bạn về hiện tượng này. Những sinh vật bất tử trên hành tinh phần 2. Tiếp tục phần 1, chúng ta hãy cùng truy tìm những sinh vật có thể đảo ngược hoàn toàn quá trình lão hóa và đạt tới tuổi thọ đáng kinh ngạc. 1. Ngao đại dương. Loài này sinh sống ở Bắc Đại Tây Dương, có thể sống hơn cả chai nước ngọt. Năm 2006, một cá thể ngao được tìm thấy ngoài bờ biển Ireland, được cho là sống tới 507 năm. 2. San hô đen. Loài này tồn tại dưới dạng thể polyp nhỏ, giống hải quỳ. Các polyp này liên tục nhân lên và tự thay thế bằng cách tạo ra một bản sao giống hệt và mặt di truyền. Điều này giúp chúng có thể sống được hàng nghìn năm hay thậm chí còn lâu hơn. Năm 2009, một báo cáo khoa học cho thấy một san hô đen ở ngoài vùng biển Hawaii có tuổi thọ lên đến 4.265 năm. 3. Bọt biển. Bọt biển là động vật thường lành thân lỗ và có cấu tạo đơn giản, không bao gồm hệ thần kinh, tiêu hóa và tuần hoàn. Năm 2012, một cá thể bọt biển được tìm thấy có tuổi thọ khoảng 11.000 năm tuổi. Thứ tư, sứ bất tử. Sự bất tử có khả năng quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó tiếp tục phát triển, giúp chúng có thể bất tử. Tuy nhiên, do có kích thước nhỏ nên lần sữa này dễ dàng trở thành thức ăn cho các loài động vật khác, từ đó ngăn chúng đạt được sự bất tử. Bạn biết gì về những sinh vật này? Hãy comment ngay ý kiến của bạn. Những câu chuyện kỳ dị có thể bạn chưa biết. Một nông dân Trung Quốc gần đây đã bị chảy máu mũi thường xuyên, đến mức phải đến bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ có một phát hiện cực sốc. Người này gần đây liên tục bị chảy máu mũi, tình trạng không thuyên giảm khiến ông ta phải đến bệnh viện gấp. Người đàn ông nói với bác sĩ rằng mình có uống nước ở trên núi khi làm đồng cách đây 2 tuần. Kể từ đó, người đàn ông liên tục bị chảy máu mũi. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa sống ký sinh bên trong khoang mũi của người đàn ông. Con đỉa này đã chui vào mũi ông ta khi ông ta uống nước chung qua đun sôi ở trên núi. Loài đỉa có thể hấp thụ lượng máu gấp 5 lần trong lượng cơ thể, nhưng rất may, chúng không phải loài sinh vật phát triển quá nhanh. Và bác sĩ đã lấy con đỉa này ra khỏi mũi người đàn ông. Câu chuyện này cho chúng ta bài học đó là hãy ăn chín uống sôi, đừng ăn uống bất cứ thứ gì không đảm bảo an toàn vệ sinh. Hãy bình luận ý kiến của bạn ngay bên dưới. Bí ẩn X, bí là phải ẩn. Trái đất có nhiều hơn 4 đại dương. Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ thực hiện việc vẽ bản đồ lần đầu tiên vào năm 1975. Từ đó đến nay, 4 đại dương được công nhận đó là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Đến năm 2000, Tổ chức Thủy văn Quốc tế IHO đã nhận được đề xuất từ các nhà khoa học phân chia vùng biển phía Nam thành Nam Đại Dương. Chắc hẳn người Việt chúng ta rất quen với câu nói năm châu bốn bể. Vào thời điểm hiện tại thì điều này có lẽ không còn đúng nữa. Hiện nay trên thế giới có 7 châu lục và 5 đại dương, bao gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, sau đó đến Nam Đại Dương, cuối cùng là Bắc Băng Dương. Việc công bố này sẽ làm thay đổi không nhỏ đến ngành giáo dục. Các loại bản đồ sẽ được vẽ lại, chương trình giáo dục về đại dương cũng sẽ có không ít thay đổi. Bạn thấy thế nào về kiến thức này? Hãy comment ngay nhé.